Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở những video trước, KTV đã chia sẻ với quý vị cách để chèn chữ và chèn logo vào video bằng phần mềm Photoshop Produce. Tiếp theo video này, KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để ghép lối các video với nhau. Trước hết, quý vị hãy chuẩn bị cho mình một vài đoạn video để ghép. Rồi, bây giờ quý vị hãy mở Photoshop Produce lên này. Thì ở đây, KTV đã chuẩn bị sẵn 3 đoạn video. Và KTV sẽ kéo nó vào này. Kéo vào cái phần Slide của Photoshop Produce. KTV sẽ lấy những cái đoạn video ngắn nhất để quý vị không phải mất thời gian chờ đợi đâu. Rồi, việc đầu tiên là quý vị sắp xếp thứ tự các video với nhau. Ví dụ ở đây, KTV đã có 3 cái đoạn video này. Đó, KTV muốn chuyển cái video ảnh này, nó lên đầu hoặc vào giữa. Thì KTV chỉ việc bấm này, giữ chuột và kéo nó. Đó, thì quý vị để ý, kéo đến đây. Kéo đến cái video này, nó có cái màu trắng mờ ở đây này. Đó, thì quý vị thả chuột ra, thì nó sẽ vào cái vị trí đứng trước cái video này, hoặc KTV muốn chuyển nó sang cái đứng đầu tiên thì KTV cũng dịch sang và nó sẽ có cái màu trắng mờ đó. Rồi bây giờ KTV sẽ cho cái video này vào cái vị trí thứ hai đi. Đó, ok chưa? Rồi bây giờ KTV thử play này. Rồi, cái việc đầu tiên là cái video đầu tiên này hiện tại là nó đang có nhạc và KTV muốn tắt nó đi. Quý vị có thể click đúp hoặc click chuột phải chọn Snipe Option. Đây, quý vị tìm đến cái phần Video Clip Setting này. Ở cái mục Volume, mặc định là 100% thì quý vị kéo về 0% để tắt cái nhạc đi. Đó, xong quý vị chọn OK này. Rồi, KTV thử luôn này, xem là nhạc đã tắt chưa. Đó, vậy là đã tắt cái nhạc rồi. Rồi, về cái thời gian này, ví dụ cái video này hiện tại đang là 0 giây thì KTV sẽ chỉnh nó về 1 giây. KTV chỉ việc click vào cái biểu tượng thời gian đây. Đó. Và nhập 1 giây. Chọn Enter. Ở cái mục hiển thị giữa video 1 và video 2, mặc định của nó là AB đây này. Bên dưới nó là 3 giây. Quý vị cũng có thể chỉnh thành 5 giây hoặc 1 giây. Đó là tùy quý vị. Ok chưa? Tức là khi chuyển từ cái video 1 sang cái video thứ hai này, KTV để ở đây là 5 giây. Đó. Rồi, ví dụ khi chuyển từ cái video 2 sang cái video 3, mặc định ở đây là 3 giây, KTV cũng có thể chuyển thành 2 giây. Đó. Rồi. KTV sẽ preview thử này. Quý vị để ý đến cái thanh nó chạy chuyển từ video 1 sang video 2 này. Đó. Rồi, bây giờ quý vị click vào cái từ AB này giữa cái video 1 và video 2 để chọn cái chế độ chuyển cảnh giữa các video. Thì nó sẽ ra một danh sách. Quý vị có thể chọn On để chọn tất cả trong các danh sách ở bên này. Quý vị cũng có thể chọn theo các mục danh mục menu mà nó có ở bên dưới này. Đó. Ví dụ ở đây KTV sẽ chọn cái
Motion 3D đi. Thì ở đây nó có 40 cái chế độ chuyển cảnh. Ok chưa? Thì quý vị chọn vào cái cảnh nào, chế độ chuyển nào thì quý vị click chuột một lần thì nó sẽ hiển thị ở phía bên trên góc tay trái màn hình quý vị này. Đó. Ví dụ KTV sẽ chọn cái chế độ chuyển này. 3D này, chuyển từ phải sang trái. Quý vị có thể click đúp chuột hoặc là click một lần rồi chọn apply này. Rồi, bây giờ KTV thử view chuyển từ cái video 1 sang video 2 này. Đó, thì quý vị để ý này, chuyển từ phải sang trái theo cái hình mũi tên mà quý vị vừa chọn đây này. Rồi, bây giờ KTV thử chọn cái chế độ chuyển video từ cái video thứ hai sang cái video thứ ba. KTV cũng chọn vào cái AB này. Ở đây KTV chọn cái on category đi. Thì đây là tất cả các danh sách chế độ chuyển. Quý vị có thể chọn cho mình một cái video phù hợp nhất. Đó. Ví dụ, KTV sẽ chọn cái chế độ chuyển này đi. Fan open from top shop này. Rồi. Click apply này. Ok, bây giờ KTV sẽ view xem nào. Quý vị để ý đến cái thanh trượt này, nó chuyển từ video này sang video tiếp theo này. Đó. Rồi, ok chưa? Xong, quý vị chọn vào Public, quý vị chọn vào Video để lưu vào ổ cứng này. Ở phần này, quý vị chọn cái chế độ nét, chế độ hiển thị. Quý vị càng để cao thì cái video càng nặng, quý vị để thấp thì cái video nó sẽ nhẹ hơn. Ok chưa? Ví dụ ở đây KTV để độ phân giải là 720 HD là được rồi. Rồi, quý vị chọn vào Credit này. Quý vị tìm đến cái thư mục để lưu video. Ví dụ ở đây KTV sẽ lưu vào màn hình desktop. Cái phần này quý vị hãy đặt tên cho cái video. Video ghép này. Đó, KTV sẽ đặt là video ghép. Rồi, quý vị chọn vào Server này. Đó, khi quý vị để cái độ phân giải cao và cái video thời gian nó nhiều thì nó sẽ lưu rất là lâu. Ok, bây giờ KTV sẽ mở cái video vừa lưu lên đây này. Đó, KTV vừa đặt tên là cái video ghép này. Đó, chuyển sang cảnh thứ hai. Tiếp theo. Chuyển sang cái video thứ ba. Ok chưa? Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.